tưởng nó về nó biết ăn năn, ai ngờ đâu nó không ăn năn mà nó ăn kiệu. Để đó ba. Để ba. Ủa sao con không đem cho ba chút đỉnh đồ nhắm? Bữa nay con tưởng ba ăn chay nên con không có mua thịt cá gì hết á. Cái con này, rượu này mà không có đồ đưa cay nuốt sao vô. Thôi đi vô lấy hũ củ đây. Củ kiệu hết rồi ba ơi. Ủa mới hôm qua còn nửa hũ đi mà sao lại hết đi? Anh phê anh ăn hết trơn rồi. Trời ơi, ăn cái gì mà dữ vậy? Nửa hũ của ba có tới 50 củ à, ăn hết à? Bộ nó muốn sặc máu hay sao vậy? Anh biểu con đưa tiền, con không đưa. Anh giận, anh chửi con cho một hồi, rồi anh đi tuốt ra sau bếp bưng hũ củ kiệu của ba ăn hết luôn. Còn con uống luôn hũ giấm nữa. Trời đất quỷ thần ơi, ăn uống cái gì mà kỳ cục vậy mà ăn được à? Thiệt là con cầu con khẩn cái gì đâu á. Đuổi nó đi rồi đó chứ, nhưng mà thấy nó ra đường phá xóm phá làng, rồi tối thì lại ngủ chèo queo ở trên thớt thịt, lạnh lẽo, tội nghiệp. Ba mới biểu nó về, tưởng nó về nó biết ăn năn, ai ngờ đâu nó không ăn năn mà nó ăn kiệu. Cái đồ trời đánh cái gì đâu, chết đâu chết phức đi cho rồi. Ba giận thì ba nói như vậy, chứ ảnh mà chết á ba cũng thương, cũng khóc vậy. Tự nhiên vậy rồi, làm cha mẹ ai mà lại không thương con. Nước chảy xuôi chứ có bao giờ chảy ngược ở đâu. Bởi vậy ít khi mà con cái nó nghĩ đến cha mẹ lắm. Thôi ba uống rượu đi rồi ba đi ngủ, khuya rồi ba. Uống cái gì được mà uống, không có đồ nhắm, uống khô khan vậy nó hay nứt cục lắm. Ba nhớ là ba còn trái mẹ đất, ba để trong cái tủ nhỏ trên đầu giường ba, con vô lấy đem ra đây cho ba.